Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai của chị Cẩm Xuyên ở Chợ Lách Bến Tre, một vườn mai lần đầu tiên giao lưu trên kênh hết cô chú. Chỗ của chị Cẩm Xuyên thì hôm nay mình có một số mai con đế thú với lại mai con quấn rễ đế bí ha, đế nơm, với lại một số giống như là cúc thọ hương, cúc 36 dạo Thủ Đức. Chỗ của chị thì hiện tại cũng có một lô mai tàn hay cô chú, số lượng khá là nhiều, cây mới bắt đầu đâm thực non hay cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị mình có nhu cầu cần mua lại chăm sóc sang năm mình bán Tết, liên hệ với số điện thoại của vườn giúp em ha. Ngoài ra thì vườn cũng có một số cây giống như cô chú xoài đủ loại ha. Mình có dịp đến trực tiếp vườn để giao lưu cũng như là sưu tầm một số giống đó nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép được vô clip luôn ạ. Rồi em xin chào bà chủ. Chào Phương. Dạ. Chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Em đến với kênh em giao lưu một số mai ghép, mai con và mai tàn. Dạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ em. Dạ, em xin số điện thoại luôn bà chủ ơi. Dạ, số điện thoại em là 038 284 3642. Dạ. Cũng là số Zalo và Facebook của em. Dạ rồi, địa chỉ của mình ở đâu hả bà chủ? Địa chỉ của em là xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình vô chi tiết luôn bà chủ nha. Dạ. Giao lưu có gì sơ sót mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chị luôn ạ. Dạ. Cái này là em giao lưu là mai hàng hước. Dạ. Quấn rễ đa dạng. Cái này gốc đĩa thuốc ăn lên nha mấy cô chú anh chị. Mình tính là đĩa thuốc ăn lên ha. Dạ. Quấn rễ đa dạng nổi lên rất là đẹp. Dạ, cái này thì hơi sâu ha, như kia này đã nổi lên rồi cô chú anh chị. Tại em chôn bầu hơi sâu. Dạ. Dạ. Cái mình giao cho khách là tầm điếu thuốc ăn lên hả chứ? Dạ đúng rồi, tầm điếu thuốc ăn lên. Dạ, chiều cao khoảng bao nhiêu hả chứ ha? Cái này em chiều cao là 7 tấc ăn lên chị. Dạ, 70 ăn lên ha. Dạ. Cái này mình lấy bao nhiêu cây mình mới giao ha bà chú? Cái này 30 cây là mình gửi hàng bao ship luôn nha bạn. Dạ. Mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Mình giao lưu giá là 12.000 cây bao ship, 30 cây mình vẫn bao ship và gửi hàng. Dạ, 12.000 một cây nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này có bằng điếu thuốc hả bà chú? Dạ, điếu thuốc ăn lên. Điếu thuốc ăn lên hết rồi cô chú anh chị. Vậy mình có thể ghép liền được không ha? Dạ, vậy cô chú anh chị cắt đây rồi ghép cũng được. Hoặc là mình trồng đất, hoặc là mình làm lục bình. À, bên đây cũng vậy hay sao bà chú? Bên đây em cũng bán giá là 12.000 cây. Em thấy cây này nó mập mập nha. Dạ. Đế có đế luôn ha, và đa dạng luôn hả chị? Dạ, đế đa dạng đẹp lắm. Dạ. Rồi, cây này thì cũng có chia cành đang khỏe tốt nha cô chú. Dạ. Mình giao từ 70 cân ăn lên nha cô chú anh chị. 12.000 dạ. Một cây, 30 cây bao ship. Em lựa cây khỏe em giao. Dạ. Rồi. Tiếp theo là gì đây bà chủ ơi? Dạ, cái này là loại số 2 là quấn rễ hình thú. Dạ, cái mơ mơ cái đấy là mang miếng nha. Dạ, này cũng... Để thú luôn nha, thú dạ. Làm hẹo quăng bên luôn nha. Dạ. Cái thân thì nó cỡ, chắc cũng cỡ bằng cái ống hút ha chị ha? Đúng rồi. Dạ. Số lượng mình còn nhiều phải không chứ? Số lượng hình thú này mình có 1.000 nha bạn. Dạ, có 1.000 nha cô chú anh chị. Đây mình đem một số mẫu cho cô chú anh chị mình coi trước ha. Anh em nào có ưng ý thì chốt gấp giùm em. Dạ, số lượng có ít thôi nha cô chú anh chị. Dạ. Nó dòng, cái to xuống tới đây nha cô chú anh chị. Em bán chỉ 5.000 cây bao ship. Dạ, 5.000 một cây bao ship. Bao nhiêu cây mình mới giao ha bà chủ? 30 cây em vẫn bao ship. Dạ, 30 cây mình bán hàng để hàng. Dạ. Đế thú này là gõ luôn nha cô chú anh chị. Đế thú là nó không có nhánh nhiều nha mấy cô chú anh chị. Dạ. Mình lấy chiều cao khoảng bao nhiêu dao hả chị ha? Mình lấy là 4 tấc ăn lên bạn. Dạ. Mày con quấn rễ đế thú nha cô chú. Giá 5.000 một cây. Tại vì mình quấn rễ nhiều quá nên nó không ra nhánh nổi. Nhưng mà từ từ nó cũng ra à. Rồi, tới loại này đi rồi, loại gì đây bà chú? Mình giao lưu loại thứ ba là đế nơm. Đế nơm. Có mấy cọng rễ nơm nơm ha. Dạ đúng rồi, quấn cắt rễ đôi chuột hết, mình cấy xuống cho nó nơm rễ lên vậy đó. Dạ.
Cái này về mình phải lắc thân cái nữa là em ha. Dạ, mình uống cái gốc. Dạ. Đến hôm này em cũng bán là đồng giá 5.000 cây. Dạ. Bao nhiêu cây mình mới gửi hàng mà chú? Dạ, 30 cây gửi hàng. Dạ. Bao ship? Chiều cao mình lấy ra cho khách là bao nhiêu ạ? Chiều cao của đế nơm là 3 tấc ăn lên. Dạ. Ừ. Cái thân này chắc cũng cỡ bằng cái ống hút ha bà chủ ha. Đúng rồi, đế nơm này mới cấy được có 6-7 tháng nên nó vừa tốt thôi. Dạ. Dạ rồi, mình còn lại gì nữa không bà chủ ơi? Cái này là quán rễ thường các bạn. Dạ, quán rễ thường. Quán rễ thường thì mình có chiều cao đa dạng 4 xăng, 5 xăng, 6 xăng, 7 xăng. Cây phát triển rất là tốt. Quán rễ thường rất là nhiều, số lượng nhiều. Cái này bà con về trồng mai tàn hoặc là về trồng đất cũng rất là ngon. Mình bán cũng 4.000 cây là quán rễ thường. Quán rễ thường là 4.000 hả chú? 4.000 cây. Rồi, tiếp theo là giống mai con gì đây ha, quán rễ tiếp gì theo ha? Là bí các bạn. Dạ, mai con quán rễ bí ha. Bí mình quấn tới bí rất là bự. Đây, lòi rễ lên rất là đẹp, 6 đến 8 vòng muối. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muối đều luôn ha. Dạ, 6 đến 8 muối. Cái này em vô bịch bự nha cô chú. Bịch bự nên... chi phí cũng nặng hơn là bịch nhỏ. Quấn cái bí này cũng trái bự nữa. Cây đang xanh tốt, phân chia thành đều hết cô chú anh chị. Loại này thì mình giao lưu giá bao nhiêu hả chú? Loại này mình giao lưu giá là 10.000 các bạn. Dạ, 10.000. Bao ship 30 cây dẫn gửi hàng. Và bao ship. Dạ. Mua số lượng nhiều thì em cảm ơn. Chứ càng nhiều càng tốt. Dạ. Rồi, mình có thêm loại gì nữa đây bà chủ ơi? Loại này nữa là bí đôi các bạn. Dạ, bí đôi. Với lại bính. Như cái này là bính. Cái này là bính các bạn. Này mình vô chậu là C5. Loại bính nha cô chú. Cái loại bính này mình giao giá bao nhiêu hả chủ? Giá là 25.000 cây các bạn. Ừ. Số lượng là hai loại này, bính với lại bí đôi này chỉ có 1.000 cây thôi. Bí đôi là với lại giờ đang cấy rất là nhiều, số lượng tiếp vài tháng nữa là có nhiều. Bí đôi là loại nào đó chị? Bí đôi là dày cái mình cấy vô bạn nè, bí đôi nè. Là loại này hả? Đúng rồi, bí đôi là bí chồng lên bí là bí đôi, rễ rất là dài, quấn lại rất là công phu. Bí đôi này vẫn là giá 25.000 chậu các bạn. Chậu gì? Là mình giao như cái này luôn hay sao ạ? Dạ, giao cái chậu dày hành. Cái này là cây mẫu. Cây mẫu. Dạ. Cái cọng rễ là dài cỡ 5 tấc mới quấn được bí đôi. Rồi. Có me nữa hả bà chủ? Dạ, này me chua, quấn rễ. À, nói chung quán rễ đa dạng hay sao bà chú? Quán rễ đa dạng như là mai vậy đó bạn. À. Rồi, loại này mình để mình chơi bonsai ha. Bonsai, giờ trồng đất. Cái này giá bao nhiêu ạ? Cái này 8.000 cây em bao ship luôn. Dạ. Cô chú anh chị có mua về trồng đất, số lượng em còn 2.500 cây. À. 8.000 cây. Me, chua. Rồi, tiếp theo là loại giống gì đây bà chú ơi? Cái này là cúc. Như cái này là cái gì mà quá trời nụ bà chú? Cái này giảo nụ, siêu nụ các bạn, giảo siêu nụ. Có quán rễ không ạ? Quán rễ đa dạng luôn bạn. Cái như cái này thì mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Mình giao lưu giá 30.000 cây, mình ghép được năm mấy rồi. 30.000 một cây. Rồi, cây này cũng là siêu nụ luôn nha. Siêu nụ, nụ khích dữ lắm. Rồi, tiếp theo là giống là gì đây ha bà chú? Cái này là cúc 36 cánh các bạn. Mặt bông hay là có siêu nụ phải không ạ? Dạ đúng rồi. Như cái này là 30.000 một cây. Chiều cao mình giao cho khách là bán bao nhiêu hả chị ha? Chiều cao này là 40. Dạ. 40, 45. Rồi, như
tiếp theo là cúc không ạ? Dạ, cúc này là 2, 4, 3, 6 cánh. Như cây này thì mình giao lưu giá bao nhiêu ha? Cây này mình giao lưu giá 60.000 một cây. Hai cây gửi hàng, 5 cây bao ship. Cầm lên mình lên cây này chú. 2 cây gửi hàng, 5 cây bao ship, giá 60.000 cây. Dạ. 60.000 một cây nha cô chú. Rồi, cái loại này hơi lớn nha, nằm trong xe máy nha chị. Dạ, nằm trong C8 nè. Dạ. Rồi, tiếp theo. Với giảo chung luôn, giảo cũng 60 luôn. Giảo hay giảo Thủ Đức hả chị? Dạ, giảo Thủ Đức luôn. 60.000. Nhưng mà cái loại này nụ siêu nụ. Giả Hữu Đức mà loại siêu nụ luôn á. Nụ mập mập không à. Cái này cũng trồng trong siêu 8 luôn nha cô chú anh chị. Dạ, siêu 8. Vậy anh em trồng đất là khỏi chê á. Dạ. Số lượng này em có 1.000 cây. Giá 60. Giảo này, dạ, giá 60 luôn. Cái này cũng giá 60.000 cây để cúc họ Hương luôn. 60.000 cây. Cái bưng lên một cây đó chứ. 60.000 cây chậu C8. Dạ, cái này cũng nói phân chi cành nhánh hết trơn rồi cô chú anh chị. Về lấy bo được liền không bà chủ? Lấy bo được là nhiều lắm ạ. Dạ. Ừ. Giống quấn đế đa dạng luôn ha. Quấn đế nổi luôn. Mình ghép được bao lâu em thấy nó gần liền á chị? Ghép cũng được mùa mấy rồi Phương. Dạ. 60.000 một cây luôn chị ha. 60.000 cây. 2 cây gửi hàng, 5 cây bao ship. Dạ. Rồi, mình có thêm giống gì nữa không bà chủ ơi? Giờ mình giao lưu là một số mai tàn cho quý cô chú anh chị có về trồng đất hoặc là mình chăm lại á. Dạ. Chăm lại mình tết chơi. Bán lúa non á phải không? Kẹt tiền bán lúa non. Rồi. Cái này mình có đánh mã số không bà chủ? Cái này mình vô mã số Phương ơi. Dạ. Mã số 1 nha. Mã số 1 Phương. Dạ. Mã số 1. Để lấy hước. Cây số 1. Cho xin dòng bà chủ ơi. Xây dòng giùm cây số 1. Dạ, mã số 1. Giảo ghiên thần chậu nha mấy anh cô chú anh chị, em thần chậu được 4 tháng rồi đó. Dạ. Cây phát triển rất là tốt luôn. Cây đang đi đọt rất là mạnh luôn nha. Dạ, đang ra đọt non. Giảo ghiên giảo hạt. Cái tàn thì ok lắm đó cô chú anh chị, chi xương dày luôn nha. Rồi, em xin số đo luôn nha bà chủ. Ừ. Rồi, để về mình đo. Số đo là 18 bạn. Dạ, hoành được 18 nha mấy cô chú anh chị. Cây này thoát tân thấp, chi cành đẹp. Cho em xin chiều cao với tán ngang luôn nha. Chiều cao chắc mình ước lượng đi. Dạ. Tán ngang là 85. Dạ. Chiều cao này là có hước. Ủa, hước 3. Chắc trên một thước đó chị ha. Chắc thước 2, thước 3. Ừ. Dạ, như cây mã số 1 mình giao lưu giá nhiêu chị? Cây số 1 mình giao lưu là giá 1 triệu bao ship. Dạ, 1 triệu chẳng luôn. Ừ. Mã số 1. Đây rồi, mã số 2 cũng là một cốt tôm tàn thông luôn nha. Đúng rồi. Cái này hoành 16 đi bạn, tính 16 đi. 16 hoành. Dạ, như cái này số 2 thì mình giao lưu giá bao nhiêu bà chủ ơi? Cái số 2 mình giao lưu giá 900.000 bao ship. Dạ, 900k. Giảo ghiên nha cô chú anh chị. Giảo ghiên, giảo hẹp. Dạ, mã số cây 3. Số 3. Cây đang xanh tốt luôn mấy mình chứ nha. Cây số 3 hoành 16 bạn. Dạ, 16 hoành. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu? Cây số 3 mình giao lưu giá 500.000 bao ship. Dạ, gọi mã số 3 500. Cái này em bao sống luôn. Dạ. Cây rất là phát triển mạnh, về mình tưới dưỡng rễ vô rồi mình tưới phân vô giùm em. Cây mã số 4 hoành 15. Dạ, 15 hoành. Giảo hạt ghiên nhau đó coi chú anh chị. Dạ. Tàn dày luôn nha, chi cành đều. Cây số 4 em giao lưu giá 500.000.
Dạ, cũng 500 luôn cô chú anh chị, mẫu số 4. Cây số 5. Cây số 5 hoành 11. Dạ, 11 hoành cô chú anh chị. Toàn đều đang đi cơ động rất là mạnh luôn ha. Dạ. Cây số 5 em giao lưu giá 350.000 bao ship. Dạ, 350 nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số. Cây số 5, tiếp theo là mã số 6. Cái chiều cao cũng có cỡ trên 1 mét hả chú nha. Dạ, trên 1 mét. Cây số 6 hoành 12. Dạ, cây này thấp thân thấp. Cây này về mấy bạn nào mà thích ghép lại những giống bo khác thì mình cũng ghép được. Thường ghép hoặc là ha, mình nuôi mai tàng cũng rất là ngon, rất là xịn luôn. Dạ. Cây số 6 giá 350.000 bao ship. Trời, 350 luôn cô chú. Cây này nếu mình về mình ghép là cũng vừa ghép luôn nha. Vừa ghép luôn. Dạ, tiếp theo cây mã số 7. Cây mã số 7 này là giá 400. Dạ, 400 đế có đế luôn nha. Đế hoành 19. 19 hoành. Giá 400.000. Rồi, 400k mã số. Mã số 7. Qua mã số 8. Giáo viên một cốt tàn nông nha mấy con chú anh chị. Mã số 8 là hoành 19 bạn. Dạ, 19 bạn. Thóc thân thóc nha cô chú anh chị. 19 em giao lưu với giá là 400.000 bao ship. Rồi, 400k mã số 19. Sau này quanh. À, xin lỗi, mã số 8. Con này mã số 9. Ồ, mã số 9. Xin lỗi, lộn. Này mã số 9 là giá ở quanh 12. Giá là 450.000. Rồi, 450 nha cô chú anh chị ha. Dạ. Dạ. Mã số 10. Mã số 10. Mã số 10 hoành 15. 15 hoành. Đế. Đế có đế luôn nha. Đế năm. Mã số 10 em giao lưu với giá là 450.000 bao ship. Cây đâm tự sống khỏe nha cô chú. 450. Qua mã số 11. Cây này quá trời cao nha. Dạ, mã số 11 hoành 19. Dạ. Rồi, 19 hoành tàn thông luôn nha cô chú. Hoành 19 em giao lưu cây số 1 em giao 11 em giao lưu giá là 400.000 bao ship. Dạ, 400.000 mã số 11. Mã số 12. Rồi, cây 12 cũng là khá cao luôn, mình trên cặp với 11 được nha cô chú. Mã số 12 hoành 19. Cái này để mình đo thử tán ngang thử. Dạ. Tán ngang là 89. Cái này cao khoảng có bao nhiêu hả bà chủ? Cái này cao có 1m3. Dạ. Mình giao lưu cây nhỏ, mai mốt mình quay clip khác mình giao lưu cây bự. Dạ. Hoành cây 12 này giá 900.000. Dạ rồi. Bao ship. 13. 13 này cây cao. Cây số 13. Cây này cũng 1m3, 1m4. Dạ. Hoành 16. Giáo ghiên hả bà chú? Giáo ghiên, giáo hạt, hừng chậu các bạn. Dạ. À, hoành 16, hoành 13, số 13. Mã số 13 giá là 900.000 bao ship. Dạ, 900k luôn cô chú anh chị. Qua cây 14. Hoành 18 bạn. Dạ. Hoành góc 18. Cây này có đế nở nha. Đế nở luôn. Một cốt chi canh đều. Cây này chắc cũng cao cỡ 1m3 hả bà chủ? Cây này 1m3 hả bạn. Dạ. Này phát triển rất là mạnh bạn ơi. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu hả bà chủ? Cây 14 mình giao lưu với giá là 700.000 bao ship. Dạ rồi, 700k. Mã số 15. 15. Rồi, 15 cây này cũng tàn thân phân keo luôn nha cô chú anh chị.
chỉ cần nhiều hơn ha. 15. Này hoành 15 luôn bạn ơi. Dạ 15 hoành luôn. Vàng xu chỉ cần nhiều hết rồi cho chú chị. Dạ mình giao lưu giá bao nhiêu ha bà chú? Mình giao lưu giá 1 triệu. Cây này tàn tính nha cô chú anh chị. Cây 16. Mình giao lưu 20 cây rồi mình ngưng. Dạ. Cây 16 giá 21. Rồi 21. Em giao lưu với giá là cây 16 giá 400. Cây này bé đẹp nha cô chú anh chị. 400k. Cây này quấn không biết đo chỗ nào. Má số 17. Cây 17 hoành 21. Cây này đế nó la ná như cây số 16. Mình đo ngay cái quấn quấn này là 21. Dạ. Chi cành đều đâm tuột sống khỏe luôn quý cô chú anh chị. Cây 17 mình giao lưu giá 1 triệu thôi. Dạ 1 triệu chẳng. 17. 17 1 triệu chẳng. Rồi 17 hoành 10, số 18. Rồi mã số tiếp theo là 18 ha cô chú. Cây này cũng giáo ghi luôn ha bà chú. Giáo ghi, giáo hạt bạn ơi. Cây này hoành 19 có củ. Củ đế não luôn. Hoành 18 giá 1 triệu. Dạ 1 triệu chẳng luôn. Ba ship luôn. Cái này dài xương chi tàn là dày mịt luôn nha. Anh em miền Bắc là có mua về trồng là ok luôn á. Lúc ra là trồng ngon lành á. 19. Dạ bán số 19 cũng là dảo viên dảo ngọt luôn cô chú, tàn thông luôn nha. Cái 19 hoành 20 bạn. Dạ 20 hoành, thành hoành lớn nha. Hết phân thấp luôn. Mình giao lưu giá 800.000 bao ship. Cây 20. Dạ. Mã số 20 dạ, là mã số cuối clip của em. Dạ. Cây 20 này hoành 18. Dạ rồi, 18 rồi. Cây 20 em giao lưu với giá 700.000 bao ship. Dạ 700 nha cô chú, cái dàn xương chi cành khá là đều luôn ha. Hoành 20 luôn. Dạ. Cuối clip là em mong cô chú ủng hộ em xem clip vui vẻ. Em cảm ơn. Rồi, cho em xin lại số điện thoại bà chủ nha. Số điện thoại em là 0382843642. Dạ. Kết bạn Zalo với em sẽ tư vấn nhiệt tình. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.